Alo, alo. À, thì chào các bạn. À, trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đường viền trong CSS. À, thì đường viền ở trong CSS này thì nó là cái gì? Thì đầu tiên các bạn nhìn lên trên này chúng ta có một hộp, hai hộp, ba hộp và bốn hộp. Và lúc này đường viền ở đây nó chính là những cái đường bao quanh này, được bao quanh các cái nội dung bên trong, này. Được chưa? Ở đây chúng ta có một đường liền. Ở đây chúng ta có chỉ có một đường ở bên dưới thôi. Còn ở đây chúng ta có một viền tròn. Được chưa? Các bạn nhìn thấy viền tròn ở đây. Ở đây chúng ta có một viền đường xanh, viền màu xanh ở bên trái, tức là cái viền này. Thì đường viền nó trong cái buổi đường viền, trong cái phần đường viền thì có những cái thông tin nào mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là thuộc tính đường viền trong CSS cho phép chúng ta chỉ định kiểu này, chiều rộng này, màu của đường viền của phần tử. Thuộc tính border style, tức là thuộc tính border style của CSS đấy, chỉ định loại đường viền sẽ hiển thị các giá trị sau đây nó sẽ được phép. Ví dụ như dotted thì là xác định một đường viền đó kiểu chấm, dashed thì xác định đường viền đó là nét đứt, solid thì xác định đường viền là đường viền liền nền đấy, đường viền nó liền đấy, double là xác định cái đường viền là kép, còn groove là xác định đường viền là có rãnh, groove là rãnh, 3D hiệu ứng thì nó phụ thuộc vào giá trị của màu nền, reach thì là xác định đường viền. Bây giờ lúc này chúng ta có g, đúng chưa? Bên trên là rãnh, dưới là cái g, 3D hiệu ứng phụ thuộc vào giá trị của màu nền. Tiếp theo là inset thì giá trị đường viền có thuộc tính là chèn dạng mà hiệu ứng 3D, hiệu ứng nó phụ thuộc vào giá trị của màu viền. Tiếp theo nữa nó là outset thì xác định viền đầu 3D, hiệu ứng phụ thuộc vào giá trị của màu nền, màu viền đó. None là xác định là nó không có đường viền và hidden là xác định một cái đường viền. Tuy nhiên lúc này nó ẩn. Tiếp theo nữa thuộc tính border style, nó có thể từ một thuộc tính border style này nó có thể có từ 1 cho đến 4 giá trị. Đối với đường viền trên cùng này, đường viền trên phải này, đường viền dưới cùng này và đường viền bên bên trái, bốn từ 14 giá trị trên dưới trái phải. Như trình diễn các kiểu đường viền khác nhau thì ở đây là một cái đoạn minh họa cho việc chúng ta sẽ sử dụng cái đường viền như thế nào. Ví dụ đối với đường viền dotted, tức là đường viền dạng chấm thì chúng ta sẽ có một cái đường viền kiểu này. Đối với đường viền dạng dash thì các bạn nhìn thấy luôn, nó có đường dạng hình gạch, hình một cái gạch này. Solid thì là đường viền dạng gì ạ? Dạng liền. Double thì là đường viền dạng kép. Groove là đường viền rãnh, lặng rãnh. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn đây, khi các bạn phóng to lên chúng ta mới nhìn thấy được những đường viền rãnh, những đường viền ridge này, đường viền inset và outset này. Đúng nhỉ? Đối với inset thì chúng ta nhìn thấy cái phần hiệu ứng 3D của chúng ta chữ nó có vẻ như là bị chìm vào trong. Còn outset là phần chữ của chúng ta nó giống như là bị được nổi lên bên ngoài. Đúng nhỉ? No border nó không có viền và hidden border là có viền nhưng viền nó bị ẩn đi. Và mix border thì ở đây chúng ta kết hợp trộn dẫn, bên trên nó là, ví dụ đây bên trên nó là chấm này, bên phải nó là nét đứt này, dưới cùng thì nó là nét liền này và bên trái nó là viền kép này. Ở đây chúng ta có thể xem thử một cái viền, chúng ta có thể xem thử một số đoạn code. Ở đây là cái đoạn là gì ạ? Chúng ta dùng cái paragraph 1, paragraph 1 là dạng chúng ta sử dụng cái đường viền là dạng nét dấu chấm. Được chưa? Thì làm thế nào để cấu hình cho cái đường viền của cái dấu chấm này? Chúng ta hãy xem cái đoạn CSS bên trên. Đoạn CSS bên trên nói cho chúng ta biết điều gì, là cái CSS này nói cho chúng ta biết rằng là hãy tìm tất cả các thẻ P có ở trong HTML. Thẻ P đây chúng ta có một, chúng ta có từng này thẻ P, được chưa? Hãy đầu tiên là cái câu lệnh này, hãy tìm tất cả các thẻ P này trong HTML này, nó ra một loạt danh sách này với điều kiện các thẻ P có thuộc tính, chữ thuộc tính nó thể hiện ở dấu chấm, class name bằng dotted, được chưa? Class name bằng dotted thì đây khi sau khi tìm và lọc lọc dần, chúng ta tìm tất cả các p, đây tất cả các thẻ p ở đây này, nơi mà có cái class, được chưa? Lúc này cái thuộc dấu chấm thì lúc này nó sẽ chỉ còn lại cái này thôi, cái dấu chấm thể hiện ở đây này, mà lúc này nó chỉ thể hiện sẽ còn lại có từng này, bên trên nó không có cái dấu chấm, tức là không có chữ class, nó sẽ lọc bớt đi. Và lúc này cái câu lệnh điều khiển tiếp là cái gì ạ? Dotted, class bằng dotted nó chính là cái này. Đó như là tìm tất cả những cái thẻ có class, tên class bằng dotted và sau đó xác và sau đó thì chúng ta sẽ định dạng cho cái thuộc tính, cho các định dạng cho cái thẻ này như sau.
Border style bằng dotted, tức là lúc này chỉ có cái P này nó bị ảnh hưởng thôi, thấy chưa? Lúc này border border style nó bằng dotted thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy chữ dotted nó ở đây, một loạt các dấu chấm. Tương tự cách chúng ta hiểu với những cái thẻ CSS dưới này cũng y chang như vậy, không có gì khác cả. Bắt đầu từ cái none, thấy chưa? Cái none thì đây chúng ta có một cái thẻ none, nó lúc này chúng ta không có border nữa, giờ không có cái đường viền nữa. Và lúc này hidden chúng ta có nhưng mà nó bị ẩn đi. Ở đây các bạn nhớ là hai cái trên này về mặt quang học, về mặt hình học chúng ta không đều không nhìn thấy đường viền đúng không? Nhưng nó khác nhau về mặt ý nghĩa, khác nhau về mặt chữ, còn bên trên là nó là không có, bên dưới thì là có. Cái hidden này chúng ta sẽ sử dụng khi nào? Có những lúc chúng ta cần bật cái thuộc tính border lên thì chúng ta cứ để nhá. Thì chúng ta bỏ cái chữ hidden này đi. Khi nào chúng ta tắt thì chúng ta cho nó vào hidden. Cái tiếp theo nữa là P chúng ta dạng mix, mix có nghĩa là chúng ta trộn lẫn giữa những cái kiểu ở phía trên này lại với nhau. Thì ở đây chúng ta có một cái class tên là mix, chúng ta tìm vào mix đây được chưa? Nó là cái này, và khi mà chúng ta trộn lẫn các bạn nhìn đây, dotted này thì nó là bên trên này, cùng này. Dash thì nó ở bên phải này. Solid thì nó ở dưới này và double thì nó ở bên trái, thì có nghĩa là cách mà cái kiểu mix này nó trộn lẫn thì nó sẽ chạy thế nào. Đầu tiên các bạn phải cái chúng ta có bốn tham số từ 1 cho đến 4 đúng không? Cái đầu tiên nó là dotted, nó chính là top. Cái thứ hai nó dash nó sang phải, thứ ba nó solid dưới cùng và double nó sang trái. Và chúng ta nhớ là bắt đầu từ trên cùng và nó quay theo chiều mũi tên đồng hồ. Tiếp theo nữa lưu ý là thuộc tính đường viền mà bạn sẽ tìm hiểu thêm trong các chương tiếp theo sẽ có bất kỳ hiệu ứng nào khi thuộc border style được đặt. Ở đây chúng ta quay trở lại. Thế này nó có một cái gì ạ? Khi mà chúng ta có cái thuộc tính gì? Khi mà chúng ta có các cái cái border style đây thì muốn nói là cái gì? Ở đây nó sẽ nói là khi khi mà chúng ta xét cái đường biên này này nhá, nó sẽ không bật khi nào, khi mà chúng ta sẽ cái đường chúng ta không xác định cái độ dày của nó. Đầu tiên chúng ta sẽ quay rằng cái chương này nó sẽ rõ hơn. Phần này chúng ta cũng sẽ có một cái ví dụ khác. Ở đây chúng ta có xác định cái độ đường biên dày ở đây, đường biên ở đây nhá. Đường biên ở đây nó nói cái gì? Trong cái phần đường biên này chúng ta sẽ có một số cái. Ở đây chúng ta vừa solid này, cái này chúng ta vừa tìm hiểu này rồi, và lúc này chúng ta sẽ bật cái độ dày của cái đường biên lên. Nếu chúng ta bật cái độ dày của cái đường biên lên thì nó chúng ta sẽ bật như thế nào? Đó là chúng ta thêm cái border width nhá. Width là độ dày. Width ở đây chúng ta sẽ xác định là để 5 pixel, được chưa? Để 5 pixel. Dưới này chúng ta cũng để solid tức là đường liền, nhưng mà cái độ dày lúc này chúng ta sẽ xác định là medium. Thì các bạn để ý bên trên chúng ta vừa có thể xét theo dạng con số hoặc là xét theo dạng chữ. Số thì nó linh động hơn, chữ thì người ta sẽ sẵn cho chúng ta rồi. Tương tự như vậy đối với các class còn lại. Giờ ở đây nó có một cái lưu ý, đó là cái thuộc tính border width này này, cái thuộc tính tăng cái độ dày này, nó sẽ không work, tức là nó sẽ không hoạt động, không chạy. Chúng ta không thể tăng giảm độ dày của cái này nếu như là cái border style này nó không được bật lên. Đó chính là cái lưu ý của cái phần trước chúng ta vừa mới xem đó, thì ở trong cái phần này người ta nói rõ cái thuộc tính border width này nó sẽ không chạy nếu nó được sử dụng một mình. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý đó là luôn luôn phải có cái thuộc tính border style đằng trước, border width hoặc đi cùng. Ta giả thử chạy chúng ta chạy thử thôi. Ví dụ ở trên chúng ta có border width bằng 5 pixel, chúng ta để mỗi cái này một mình thì sao? Chúng ta cắt cái này đi, chạy lại. Thì rõ ràng các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, chúng ta đã mất hẳn cái thuộc tính border rồi, thuộc tính đường viền rồi. Như vậy là border width nó không working, nó không chạy. Để muốn cái này nó chạy 5 pixel, các bạn bắt buộc phải thêm chỉ định là nó là thuộc cái kiểu đường viền gì, dạng solid hay là dạng dotted hay là dạng double hay là dạng gì đó. Đấy. Có cái border style này thì cái border width này nó mới chạy. Đó là cái phần chúng ta xem về các loại đường viền khác nhau có cấu hình theo cái độ dày.
Tiếp theo nữa là chúng ta có ở đây chúng ta có một cái thông tin, đó là cái border width của chúng ta ấy, cái độ dày của chúng ta ấy, nó có thể có một đến bốn cái giá trị. Đầu tiên nó là phải trên cùng trước, sau đó bên tay phải, sau đó bên dưới và sau đó bên tay trái. Thì cái này nó cũng giống hệt như là cái phần chúng ta cái border style thôi. Đối với border style chúng ta có bốn loại, thì bên border width chúng ta cũng có bốn loại, và cách sắp xếp bốn loại đó nó cũng giống hệt như là cách sắp xếp của border style, cũng từ trên cùng và chúng ta sắp xếp theo chiều kim đồng hồ, được chưa? Chúng ta xem thử. Trong cái ví dụ ở đây chúng ta bắt đầu, chúng ta có border style bằng solid, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái đường liền, và bắt đầu chúng ta xem xét ở đây, nó sẽ có mấy cái độ rộng của độ dày của đường viền sẽ khác nhau. Đầu tiên nó là cái P1, class nó bằng 1 đúng không? Chúng ta phải tìm cái chữ P.1 vào đây. P.1 đâu? P.1 đây. Lúc này border style nó là solid. Và lúc này nó sẽ có hai giá trị, một là 5, hai là 20. Thì nếu mà chỉ có hai con số thôi, nó bảo nó có từ 1 đến 4. Nếu như là một thì chúng ta biết rất rõ rồi, khi mà chúng ta thêm một con số nữa, hai con số nữa, ba con số nữa, đến bốn con số thì nó sẽ apply, hay nói khác nó sẽ áp dụng cho cái thứ tự như nào. Nếu mà chỉ có hai con số này chưa, nếu mà chỉ có hai con số thì nó apply cho cái gì ạ? Năm cái đầu tiên, các bạn nhớ là cái đầu tiên thì nó sẽ áp dụng cho top và bottom. Cái 20 nó sẽ apply cho bên trái và bên phải. Điều đó có nghĩa là nó luôn luôn nó tìm kiếm bốn con số ở đây. Nếu chỉ có hai, nếu chỉ có một này thì nó hiểu rằng là cái một con số đó nó áp dụng cho toàn bộ đường viền. Nếu như chúng ta có hai con số thì nó hiểu là hai con số đầu nó dành cho top và bottom. Nó hiểu là con số đầu tiên dành cho top và bottom, là con số thứ hai nó sẽ dành cho left và right, tức là trái và phải. Tương tự như vậy, cách hiểu như vậy ở dưới bên dưới này, bên dưới này paragraph 2 chúng ta cũng có hai con số, nhưng lúc này chúng ta đảo ngược lại, và lúc này đảo ngược lại thì cách chúng ta tư duy vẫn vậy thôi. Số nào đứng trước? Số 20 đứng trước. Số 20 dành cho cái gì? Trên và dưới, nhận trên và dưới. Lúc này trên và dưới nó sẽ, các bạn nhìn thấy ở đây rõ ràng nó dày dày hẳn lên. Bên trái và bên phải nó chỉ có 5 pixel thôi, rất là mỏng đúng không ạ? Rất là mỏng. Rồi bây giờ chúng ta có đến bốn con số thì sao? Đến bốn con số ở đây chúng ta có cái 25, 10, 4, 35, thì cái này nó theo thứ tự thôi. Cái 25 thì cho top đúng không? 10 thì cho right, 4 thì cho bottom và 35 cho left. Được chưa? Đó là cách chúng ta hiểu về thứ tự của các cái style. Tiếp theo là đối với lại border color. Border color của chúng ta thì nó cũng giống hệt như là các cái phần trước thôi. Và HTML chúng ta đã xem phần color rồi. Color chúng ta có thể chỉ định theo dạng chữ, có thể chỉ định theo dạng hex, có thể sử dụng theo dạng RGB, và cũng có thể sử dụng theo dạng HSL. Được chưa? Thì border color này chúng ta nó cũng giống hệt như phần trước. Chúng ta xác định, chúng ta tô màu cho cái đường viền, đường biên thôi. Cách chúng ta tô màu cho đường viền, đường biên thì nó cũng là tương tự như là đối với lại màu nền là một này, đối với lại kiểu phông chữ là hai này. Thì ở đây đối với lại đường biên, đường viền thì nó cũng chúng ta cũng tương tự như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái gì ạ? Như là đối với phần trước, khi mà chúng ta sử dụng một cái từ color là không ấy, không có cái gì cả, thì nó sẽ hiểu là chúng ta muốn xác định màu sắc cho chữ. Khi mà chúng ta làm nền, chúng ta phải thêm background. Khi chúng ta làm cái gì nữa? Xác định đường viền, chúng ta sử dụng từ khóa là border. Border đó chính là viền. Thì bây giờ thì cái việc chúng ta muốn cấu hình cái màu sắc của phông chữ trong các cái thành phần bên trong như thế nào, chúng ta sẽ phải thêm các cái tiền tố tương ứng. Được chưa? Tiền tố tương ứng. Thì quanh đi còn lại chúng ta chỉ có một vài cái tiền tố tương ứng thôi. Có thể là màu nền này, đường viền này, chữ này, được chưa? Còn về các cái color bên đấy là cái phần tiền tố mà chúng ta cần phải quan tâm. Còn cái giá trị ở bên này thì nó cũng tương tự như cái phần khác. Chúng ta có mấy kiểu giá trị, chúng ta có mấy loại đó, thì mấy loại nó ở phía trên này rồi, chúng ta không nhắc lại nữa. Là các bạn nào chưa xem cả cái phần chi tiết về cái này thì có thể mở cái HTML, cái phần mục HTML lên để các bạn có thể tìm hiểu. Đây là các màu nền, các màu sắc tương ứng cho các cái viền. Chúng ta đây có màu đỏ, đây là màu xanh, green, còn đây là cái màu blue. Được chưa? Tiếp theo nữa là chúng ta xác định cái màu của đường biên. Màu của đường biên chúng ta có những cái màu đường biên nào, chúng ta bấm vào đây chúng ta
À, xem thôi, ở đây một cái hộp của chúng ta có bốn màu đúng không? Thì cách chúng ta xác định màu thì nó cũng tương hệt tương tự nhưng mà mấy cái phần kia chúng ta cứ theo quy tắc từ trên cùng, phải, dưới cùng và trái, được chưa? Cái màu này, cái màu đầu tiên thì nó là màu trên cùng red, màu số 2 nó là màu bên phải đó là màu green, màu bên dưới cùng nó là màu blue và màu bên cuối cùng nó là màu yellow, nó là màu bên bên trái. Thì thứ tự của cái này cũng giống hệt như thứ tự của cái phần phía trên. Các bạn đã học hiểu một cái rồi thì những cái phần sau các bạn đã có các cái tham số này chúng ta hiểu tương tự như vậy. Đó. À, tiếp theo nữa là hex value, cái này chúng ta đã nhắc rồi, đúng chưa? Hex value thì nó chính là một cặp các cái số hai, một cặp hai con số thôi. Đúng chưa? Sự kết hợp ra hai con số đó thì nó sẽ ra cho chúng ta các cái bảng màu sắc khác nhau. Đúng chưa? bảng màu sắc khác nhau. RGB cũng vậy, RGB chúng ta có một cặp chúng ta dùng red, green và blue để chúng ta bắt con số của chúng ta bắt đầu từ 0 đến 255. Chúng ta có 256 giá trị đúng không ạ? Vì nó bắt đầu từ 0 mà cho nên tính cả 0 vào nữa cho đến con số cuối cùng là 255. Các bạn phải cộng 1 nữa, nó có 256 giá trị, các bạn 256 nhân 256 nhân 256. Chúng ta có hơn 16 triệu hay hơn 16 triệu hơn 16.000 này, hơn 16 triệu các cái giá trị. Được chưa? HSL chúng ta có kiểu HSL riêng. À, thì cái này chúng ta đã xem ở phần trước rồi. Tiếp theo nữa là đường biên bên các cái phần phía cạnh của CSS của border nó sẽ được sắp xếp như thế nào thì cái phần này chúng ta nhắc lại thôi. Các cái ví dụ ở phần phía trước các bạn đã được nhìn thấy rằng chúng ta có thể chỉ định những cái đường viền khác nhau ở mỗi cái khía cạnh khác nhau. Ở trong CSS thì nó có các cái thuộc tính cho phép các bạn chỉ định cạnh đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu từ top, right, bottom và left hay nói khác là từ trên cùng. Chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ ra. Như đây cũng là một cái ví dụ nó lại ở phần trước thôi. Đối với lại cái biên ở trên cùng chúng ta sẽ sử dụng border top style là dotted đường trên cùng này chúng ta border top khi mà các bạn muốn cấu hình chi tiết cho từng cái một đấy là chúng ta sử dụng là border top style dotted. Border right style solid, border bottom style là dot, bottom left style nó là solid thì chúng ta sẽ có một cái tương ứng như thế này. À, trong trường hợp chúng ta muốn chúng ta không muốn gõ bốn cái dòng này chúng ta có thể gõ mỗi là border style thôi, border style sau đó chúng ta sẽ đây chúng ta có border style đây. Ở đây là dotted, giờ chúng ta có hai tham số thì các bạn có thể hình dung được ở đây người ta nói là border style đúng không? Nếu mà chúng ta để dotted ở đây thì tất cả nó là đều dot hết đúng không? Tất cả là dot hết. Khi chúng ta thêm một cái nữa thì khi chúng ta thêm một cái nữa thì nó là cái gì ạ? Hai cái dotted nó sẽ được sử dụng cho top và bottom và cái solid nó sẽ dành cho cái biên hai cái size, cái bên trái và cái bên phải, đúng không? Và sẽ nhìn thấy ở đây. Nó cũng tương tự cái này chúng ta vừa xem rồi. Ở đây chúng ta xem là nó làm việc như thế nào. Nếu như cái border style property nó có bốn cái giá trị, được chưa? Thì border style nó sẽ theo những cái border style nó sẽ theo những cái thứ tự như sau: top, right, bottom và left. Được chưa? Nếu nó có bốn giá trị nhé, thì nó sẽ theo từ trên cùng xuôi theo chiều kim đồng hồ. Rồi bây giờ nó có ba giá trị thì sao? Ba giá trị, một cái giá trị đó là một cái giá trị thì nó sẽ dùng cho đâu và nó bắt đầu từ đâu. Đối với lại cái border style mà nó có ba giá trị, ví dụ như dotted, solid và double chẳng hạn, chúng ta chỉ có ba cái này thôi. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ xem thế nào cái đầu tiên nó cũng phải là top trước, dotted thì nó sẽ dùng cho top. Right và left nó sẽ là solid, cái này như vậy cái ở giữa nó sẽ dành cho hai biên left và right và cái bottom tức là cái cuối cùng nó sẽ dành cho cái số 3. À như vậy chúng ta sẽ bắt đầu có hiểu rằng là nó sẽ có theo thứ tự như thế nào. Nếu như chỉ có một thuộc tính thì nó hiểu rằng tất cả bốn cạnh nó chung một cái thuộc tính, chung một cái giá trị đó, ví dụ dot, tất cả đều là dot. Nếu nó có hai thì cái bottom cái đầu tiên đó nó sẽ dành cho top và bottom, được chưa? Và cái số 2 nó sẽ dành cho cái size. Nếu mà nó có 3 thì cái đầu tiên nó sẽ dành cho top, cái hai cái biên cái số 2 nó sẽ dành cho hai cái cạnh bây giờ và cái số 3 nó sẽ dành cho cái bottom. Đó là cái cách mà cái quy ước mà cái WC nó đặt ra. Ở đây vậy nếu có hai cái thuộc tính thì chúng ta nói rồi, nếu nó có một thuộc tính thì chúng ta nói rằng vừa nói rồi bây giờ.
Thì đây là một cái ví dụ thôi, chúng ta xem thôi. Nó chỉ là cái phần minh họa ở đây. Chúng ta có đối với lại cái phần for giá trị cùng một lúc ở for đúng không? For đây chúng ta có là cái đầu tiên, nó chính là cái for, cái tab đầu tiên nó có bốn giá trị. Chúng ta để bốn giá trị theo thứ tự trên cùng nó là dotted, đúng chưa? Đúng rồi. Bên phải nó là solid, đây bên phải nó là đường liền. Bên dưới nó là đường kép, bên dưới là đường kép và bên trái nó là đường netted. Tương tự như vậy, khi mà có 3 thì cái trên cùng nó là dotted, được chưa? Solid nó là hai bên, bên này, bên trái và bên phải, và double nó là ở dưới cùng, được chưa? Ở dưới cùng. Chúng ta chỉ quan tâm đến 4 và 3, 4, 3, 2, còn 2 thì sao? 2 thì cái đầu tiên nó dành cho top và bottom thôi, còn cái size thì nó sẽ dành cho cái số 2, nó dành cho hai cái size. Còn nếu như là một thì tất cả giống nhau hết. Đấy là quy ước về CSS. Được chưa? Tiếp theo nữa, chúng ta có được border shorthand. Ở đây chúng ta có cái dạng đầy đủ. Bây giờ chúng ta nói đến cái shorthand, tức là chúng ta gộp nó là một đó. Chúng ta đã xem rồi đúng không ạ? Khi mà giống như là những cái gì mà các bạn xem là những cái trang trước, thì có rất nhiều các thuộc tính có thể được xem xét khi mà chúng ta làm việc với lại các cái border, tức là cái đường biên. Để mà shorten the code, tức là để mà làm ngắn cái đoạn code lại, thì chúng ta có thể chỉ định tất cả những cái thuộc tính riêng biệt trong một cái, tức là tất cả cái giá trị của thuộc tính ở trong tất cả các giá trị trong một cái thuộc tính duy nhất thôi. Thì cái thuộc tính border này thì nó là một cái shorthand property, nó là một cái thuộc tính viết ngắn gọn, đúng nhỉ? Thì đấy, đối với lại cái border, ở đây chúng ta có một cái, nếu khi mà chúng ta dùng border ở đây, chúng ta nói với bọn chúng ta dùng mỗi từ khóa là border thôi. Chúng ta sẽ xác định kiểu gì? Đầu tiên, nếu mà chúng ta sử dụng duy nhất một cái chữ border mà không có border color hay là không có border gì đó, mà chúng chỉ có một chữ border duy nhất thôi, chúng ta sẽ viết kiểu gì? Đầu tiên, nó sẽ theo thứ tự như sau. Cái giá trị đầu tiên thì nó sẽ dành cho cái border width hay các đường viền. Cái giá trị thứ hai nó phải là border style, nó chính là cái kiểu border, nó là border gì, mà cái thuộc tính này là thuộc tính required, có nghĩa là bắt buộc. Và cái giá trị số 3 đó chính là border color, chúng ta sử dụng màu sắc cho border như thế nào. Thì trong cái đây là một cái ví dụ cho phép chúng ta viết ngắn lại. Bây giờ chúng ta sử dụng mỗi cái thuộc tính là border thôi. Chúng ta không dùng border width, border style, border color như những cái ví dụ ở phần trước nữa. Chúng ta sẽ viết ngắn lại hơn. Thì khi mà chúng ta có border này 5px, chúng ta hiểu rằng là màu nền, cái đường biên độ dày 5px. Solid có nghĩa là border style là thiểu dạng solid và red là color. Được chưa? Thì đây là một cái ví dụ. Tiếp theo nữa thì giả sử bạn có thể bạn cũng có thể xác định tất cả những cái border property để cho một cái size thôi. Ở đây chúng ta xác định đường viền cho toàn bộ tất cả những cái này đúng không? Chúng ta xác định đường viền cho toàn bộ tất cả những cái này. Bây giờ chúng ta không muốn làm toàn bộ cho tất cả bốn cạnh, thì chúng ta chỉ muốn làm cho một cạnh thôi. Chúng ta làm nào, thì ở đây chúng ta có thêm một cái chữ là chúng ta muốn làm cho cạnh nào, chúng ta gạch ngang thêm cái tên cạnh đó vào. Ví dụ chúng ta muốn làm cho bên left thôi, bên trái thôi, chúng ta gạch ngang thêm cái trái vào. Các nội dung bên trái, các nội dung cái giá trị bên phải này, cái giá trị của cái thuộc tính này, chúng ta hiểu tương tự như ở phần trước. Yeah. Nó vẫn là cái gì trước ạ? Width trước, độ rộng trước, loại, yeah. Kiểu cái đường viền nó đường viền gì và màu sắc. Tiếp theo đó là bây giờ cái chúng ta có phần trái rồi, với cách tư duy của phần trái thì cái phần tư duy của cái phần bottom chúng ta cũng làm tương tự đúng không? Ở đây chúng ta có tất cả này, ở đây chúng ta đưa ra cho chúng ta một cái ví dụ là phần trái này. Về thực chất, khi các bạn học một cái, chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta suy luận khái quát hóa ra những cái còn lại. Chúng ta có trái như vậy, top đầu, bên phải đầu, trên cùng đầu, dưới cùng đầu mới có trái thôi. Thì nếu mà cách hiểu như vậy, chúng ta chỉ việc cái gì là thay trái. Bây giờ chúng ta muốn cấu hình trên cùng thì nó là top, muốn cấu hình bên phải nó là right, muốn cấu hình dưới cùng thì nó là bottom thôi. Bây giờ thì các bạn xem ở đây nó cũng đúng ạ, cấu hình bottom thì nó là bottom, giống hệt nhau. Bây giờ ngoài ra còn những phần khác nữa. Rồi chúng ta chuyển sang cái phần rounded border, tức là những cái đường biên. Chúng ta xem là những cái phần trước chúng ta có các cái đường biên đây, và nó cái đường biên theo kiểu dạng hình chữ nhật. Bây giờ chúng ta muốn làm một cái đường biên nhưng mà nó bo tròn ở bốn góc thì sao? Dạ, từ những cái bo tròn nhỏ nhất cho đến những cái bo tròn rất là lớn, thì chúng ta làm nào? Thì trong này ở phần CSS nó có thêm một cái thuộc tính nữa, đó là thuộc tính border radius. Border nó là biên, còn radius nó là bán kính đấy.
radius chúng ta đặt bán kính cho đường biên, nhưng nó bắt đầu nó set ở đây, thấy chưa? Lúc này chúng ta sẽ có cái thuộc tính là border radius, chúng ta để là 5 pixel. Ví dụ ở trong này chúng ta muốn bình thường, nó cái này nó là bình thường được chưa, thì nó sẽ chỉ cấu hình là border thôi. Nhắc lại một chút, khi mà đây là cách cấu hình dạng shorthand đấy, dạng viết dạng gộp, khi mà chúng ta có mỗi chữ border không, chúng ta chả nói gì cả, thì cái chương trình nó hiểu rằng là chúng ta apply cái thuộc tính này cho tất cả các đường biên, được chưa? Độ rộng 2 pixel cho bốn cạnh, và kiểu nó là kiểu đường bắt nét liền cũng bốn cạnh, và màu đỏ cũng là cho màu bốn cạnh, được chưa? Và cái padding nó là 5 pixel. Cái padding thì nó liên quan đến cái việc là chúng ta khoảng cách giữa chữ và cái đường biên thôi, cái này chúng ta chưa nói đến. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cái là chúng ta muốn bo góc này, đúng chưa? Muốn bo góc này chúng ta sẽ cấu hình như thế nào, thì ngoài cái border bên trên chúng ta đã biết rồi, đúng chưa? Tiếp theo ở đây chúng ta có một cái đó là cái border radius, đúng chưa? Lúc này chúng ta sẽ set cái giá trị thuộc tính cho nó, ở đây nó là 5 thì nó hơi bo thôi, đúng chưa? Thế còn bây giờ chúng ta muốn nó tròn hơn thì sao, đấy nhá, bo tròn hơn thêm tí nữa, chúng ta tăng cái giá trị của 5 lên thôi, đấy nhá, hoặc là giảm. Đấy, nhưng bây giờ chúng ta xem ở mẫu nhóm mẫu cái ví dụ ở bên bên dưới để chúng ta nhìn thấy, à chúng ta muốn bo thêm thì chúng ta tăng giá trị chứ không phải là giảm giá trị, được chưa? Thì chúng ta tăng cái giá trị này, để tăng cái giá trị của border radius lên thì cái đường cái độ bo này nó sẽ bo hơn. À, rồi đấy là về cái phần bo, rồi đấy là về cái phần để chúng ta muốn bo lại. À, bo góc. À, tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại một có một cái thuộc tính mà bây giờ chúng ta mới tìm hiểu đây, chúng ta bảo padding hay là các phần khác chúng ta chưa nói đến, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta nói đến. Trước khi nói đến padding chúng ta nói đến margin trước. Thì margin nó là cái gì? Thì margin nó được sử dụng để margin đấy, margin là được chưa? Chính là lề. Lề thì nó được sử dụng để làm gì ạ? Để tạo khoảng trống giữa các, được chưa? Giữa các cái thẻ, đấy chưa? Giữa các cái thẻ và nó ở bên ngoài các cái border, tức là khi chúng ta xác định được cái border này xong thì lúc này chúng ta sẽ xem cái thẻ, sẽ đặt cái giá trị của thẻ này, nó sẽ khoảng cách từ cái border này đến các cái phần tử khác nó như thế nào. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái border ở đây, chúng ta muốn set, chúng ta muốn xác để cái phần để cái phần khoảng cách từ cái thẻ này đến chữ margin ở đây nó đang đang để bao nhiêu, đang để là 70. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta để là không, đúng chưa? Các bạn tư duy để là không thì cái này nó sẽ chạy như nào, thì các bạn sẽ nhìn đây, đúng chưa? Nó sẽ chạy cái này, nó sẽ sát vào cái CSS margin. Cái CSS margin thì nó là thuộc H2, tại sao nó không sát vào cái chữ, tại vì cái chữ đây này, các bạn inspect cái H2 thì bản thân nó đã làm gì ạ? Cái bản thân cái H2 này, các bạn nhìn vào đây, bản thân H2 này nó đã chiếm hết cái phần cam rồi, đúng chưa? Phần cam này nó chiếm chữ này, xong nó sẽ có cái phần padding nữa, padding nó để rất là cao, cho nên cái phần diện tích của cái phần H2 bên bên dưới này nó sẽ xuống đến tận dưới này cơ, đúng chưa? Chính vì vậy cho nên là cái đây này chúng ta có này, đúng chưa? Cái phần hai, cái phần diện tích nó sẽ xuống tận dưới này, cho nên cái phần element này nó sẽ bằng không, thì nó sẽ liền với cái đường biên ngoài, đường đường biên của H2 luôn. Được. Đây là cái phần ví dụ. Thì CSS margin, cái đường biên này nó muốn nói là cái gì, thì cái đường biên này, cái thuộc tính đường biên này sẽ cho phép được, sẽ được sử dụng để cho chúng ta tạo ra khoảng trắng giữa các cái thẻ bên ngoài những cái đường biên, bắt đầu tính từ bên ngoài đường biên. Được. Với CSS thì bạn có thể có một, bạn có thể full quyền truy cập, toàn quyền truy cập đối với lại các cái đường biên này, đối với lại các cái lề này, có một số các cái thuộc tính để mà xác định lề cho mỗi cạnh của một cái thẻ top right bottom và left, các bạn nhớ, vẫn phải nhớ cái thứ tự này, trên này, trên phải dưới cùng và trái, thì đối với lại cái lề này, lề nó cũng tương tự như vào các bạn xem cái phần border rồi, color cái phần border rồi, thì border giữa cái phần border ấy, khi mà chúng ta xem phần border với phần margin này, sự khác biệt duy nhất nó chỉ là cái gì ạ? Ở đây nó ghi phần trước chúng ta gõ là border, thì phần này chúng ta gõ là margin thôi. Chúng ta có border top thì đây có margin top. Nhưng chúng ta có border border right, ở đây chúng ta có margin right, và tương tự như vậy chúng ta có hai cái phần lại. Đối với lại phần là chúng ta có một số các cái thuộc tính, thấy chưa? Một là chúng ta để auto thì
nếu mà khi chúng ta để margin gì đó chúng ta cách chúng ta auto thì trình duyệt nó sẽ tự động nó tính cái lề cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta đã bắt đầu xác định một con số cụ thể cho nó, đó là cách cái lề của chúng ta cách cách trên bao nhiêu, dưới bao nhiêu, trái phải bao nhiêu, thì lúc này chúng ta sẽ cho nó một con số cụ thể. Con số đó nó có thể được đo lường bằng cái px, pt, cm vân vân. Hoặc là chúng ta có thể tính theo tỷ lệ phần trăm. Đó là phần trăm là đối với lại cái gì ạ? Đối với lại các cái thẻ mà chứa nó. Được chưa? Cái thứ ba nữa, cái cuối cùng nó là inherit kế thừa, thì nó xác định cái lề mà nó có thể được kế thừa từ cái lề của cha. Được chưa? Ở đây chúng ta có một cái ví dụ này, là xem cách tốt nhất chúng ta học một cái khái niệm, một cái lý thuyết, đó là chúng ta cứ phải xem ví dụ luôn, chúng ta mới hiểu được. Chúng ta nhìn cái phần lý thuyết chúng ta đọc này chưa chắc chúng ta hình dung được. Rồi đây chúng ta có một đoạn văn bản, trong đoạn văn bản này chúng ta bật cái border lên để chúng ta nhìn, chúng ta có thể hình dung một cách trực quan được thì cái border này nó cấu hình như thế nào. Thì nhìn vào đây chúng ta biết được rằng để mà cái div văn bản này chúng ta cấu hình ở đây là một đoạn chữ, trong đoạn chữ này nó để trong là div. Nhưng khi mà chúng ta muốn cấu hình ở đây chúng ta cho một cái gì ạ? Cái selector của chúng ta khi không có class thì cái selector của chúng ta nó chỉ là div, div thôi. Hay nói khác là ở đây nó nói là tìm tất cả các cái gì ạ? Các thẻ div ở trên trong cái thẻ body này đi, trên trong web trong thẻ body này. Và set, hay nói khác là và định dạng cho cái thẻ đó với những giá trị như sau. Cái nhất border là border ở đây đặt đường biên của nó có độ rộng là 1 pixel, rồi màu là màu liền và loại là loại kiểu liền và màu là màu đen. Rồi như vậy là cái thuộc tính thứ nhất nó đã chạy rồi. Được chưa? Cái thuộc tính thứ hai nữa đó là margin top, tức là bắt đầu từ cái điểm top, bắt đầu từ cái border này trở lên nó sẽ phải giãn ra 100 pixel so với lại những cái nội dung trước đó, so với cái nội dung xung quanh nó, xung quanh cái tab đó. Bây giờ 100 px. Rồi, như vậy tiếp theo nữa đó là chúng ta margin bottom. Tức là chúng ta bắt đầu set đặt cái đường, đặt cái lề cho cái cuối này, được chưa? Bottom cho cái cuối này cách khoảng 100 px nữa. Được. Bên phải chúng ta cách 150 và bên trái chúng ta cách cái gì ạ? Cách 80 pixel. Thì ở đây còn ở đây là background color, chúng ta xác định cái màu nền ở đây nó là màu light blue, light blue. Và chúng ta xem qua một chút về cái phần này đi. Được chưa? Chúng ta Ctrl Shift Y nhé, Ctrl Shift Y ngắn. Chúng ta sẽ bật được cái cửa sổ console này lên, sau đó các bạn bấm vào cái phần gì này? Bấm vào cái phần inspector này, sau đó chúng ta bấm chọn chuột vào đây, chúng ta sẽ biết được rằng cái thẻ div này nó được cấu hình như thế nào. Bây giờ chúng ta di vào đây chúng ta sẽ thấy được cái thẻ div này nó cấu hình như thế nào, thì chuột vào đây, chuột vào cái thẻ div này. Bây giờ đây là cái thẻ div và lúc này chúng ta sẽ nhìn được cái thẻ div này nó sẽ cấu hình ra làm sao. Các bạn nhìn ở đây rất là tiện đúng không ạ, trong cái phần style này khi mà chúng ta bấm vào đây chúng ta sẽ biết được rằng là cái phần chữ này, cái phần chữ này bên trong ấy nó không xác định cái padding, tức là chúng ta cứ có chữ bao nhiêu mặc định chắc là nó sẽ gần với nhau hết. Bây giờ không có, chúng ta không có chữ padding ở đây cho nên cái phần này nó là gạch, nó chưa xác định. Bây giờ cái thứ nhất, cái thứ hai nữa ở đây là cái border nó để ở đây nó chính là cái đường viền đúng không ạ, chúng ta đã set ở bên này rồi. Border nó là 1 pixel solid solid ở black black ở đây, chúng ta làm các bạn có thấy chữ số 1 ở đây không ạ, một ở đây nó chính là dạng dạng pixel, dạng pixel và nó là kiểu black, solid và nó là kiểu black. Và lúc này margin các bạn nhìn thấy ở đây rõ ràng là cái border ở đây đúng không, và margin nó sẽ bắt đầu tính từ border trở đi. Các bạn nhìn thấy border này 100 bên trên, 100 bên dưới, 150 bên phải và 80 bên trái đó, các bạn sẽ nhìn thấy nó tương ứng ở cái phần phần bên này. Nó rất là rõ ràng khi mà chúng ta vẽ được theo kiểu này ra, nó trông nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều. Chúng ta có margin top, chúng ta có margin bottom, chúng ta có margin right, chúng ta có margin left. Cái phần trước chúng ta có một border rồi, thì phần này chúng ta có margin. Thì bây giờ cái việc gõ, khi mà chúng ta đã xác định được các con số cụ thể như này rồi mà chúng ta gõ từng dòng này thì cực quá đúng không? Có cách nào gõ nhanh hơn không? Lập trình viên chúng ta code thông minh là phải code ít thôi, codeless đấy, chúng ta có hẳn một cái chủ đề là codeless. Gõ ít thôi, chương trình nó chạy thì ở đây nó cũng có một cái shorthand, tức là một cái cách viết tắt, là cách viết tắt của chúng ta cũng tuân theo cái thứ tự như thế nào.
Thì các bạn nhìn ở đây nó cũng sẽ tuân theo một số thứ tự. Top, right, bottom và left cũng trên cùng, phải, dưới cùng và trái. Thì ở đây nó sẽ nói là nếu mà chúng ta có bốn giá trị thì sao? Bốn giá trị đương nhiên rồi, dưới này là trên cùng, cái này là phải, này là dưới cùng và trái. Ba giá trị thì sao? Chúng ta tư tư duy ba giá trị giống hệt như là cái phần border trước. Border trước chúng ta nói ba giá trị là cái gì? Cái giá trị đầu tiên dành cho top, giá trị thứ hai dành cho hai 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 cái size, tức là hai cạnh, và cái giá trị số 3 là dành cho cái gì ạ? Bottom. Thì cái này nó sẽ khác không? Chúng ta cùng đọc. Cái giá trị đầu tiên nó dành cho top, đúng rồi. Cái giá trị số 2 nó vẫn vậy, dành cho right và left, hay nói khác là dành cho bên phải và bên bên trái. Và giá trị số 3 nó dành cho bottom. Như vậy là cái margin của chúng ta khi viết tắt nó cũng giống hệt như là border, nó cũng giống hệt như là color nhá. Và chúng ta nhớ một cái, chúng ta suy luận ra những cái còn lại rất là dễ. Tương tự như vậy, khi mà có hai giá trị thì nhắc lại tôi, hai giá trị thì cái giá trị đầu cặp đầu tiên dành cho top và trên cùng và dưới cùng, cặp số 2 dành cho trái và phải. Có một giá trị thì là cái giá trị đó dành cho tất cả, được chưa? Giá trị dành cho tất cả các cái đường viền. Tiếp theo nữa là khi mà chúng ta xác định cái lẻ mà chúng ta để cho auto value, chúng ta không biết rằng là chúng ta xác định cái lẻ nó bao nhiêu, chúng ta để tự động. Thì khi mà các bạn để chữ khi mà chúng ta để cái lẻ ở chế độ tự động thì nó sẽ làm cái gì ạ? Horizon đây chúng ta sẽ tìm kiếm đi. Thì bạn có thể đặt thuộc tính là để căn auto giữa phần tử theo chiều ngang trong vùng chiếu nó. Các bạn nhớ là khi chúng ta lẻ, chúng ta có thể là theo chiều ngang. Sau đó phần tử sẽ chiếm chiều rộng đã chỉ định, vào khoảng trống còn lại sẽ chia đều giữa lẻ trái và lẻ phải. Như vậy là cái lẻ nó sẽ được chia đôi. Ở đây chúng ta sẽ thử đi. Chúng ta sẽ hiểu cái này nó như nào. Cái này nó là một cái lẻ, đây là cái chữ chúng ta đang cần quan tâm để mà làm cấu hình. Đây cái chữ này nó nằm ở trong đâu ạ? This div will be horizontally. Cái này nó nằm ở trong thẻ thẻ div, đúng nhá, cái thẻ div, cho nên chúng ta quay lên chúng ta xem thẻ div. Thẻ div ở đây nó nói là cái gì? Ở đây chúng ta sẽ có độ rộng của cái div này nó là 300 pixel thôi, có nghĩa là từ đây đến đây 300 pixel. Như vậy là cái tổng cái độ dài đường viền của chúng ta, tôi đã xem như là đây là chiều chúng ta có 626 đúng không? Giả sử dễ đi, chúng ta có 626. Ở đây chúng ta dùng mất 300 rồi, chúng ta sẽ còn 326. 326 nó sẽ tự động nó chia đều cho hai cái liền này, cho hai cái viền này, được chưa? Thì ý của nó nói là như vậy. Chúng ta cùng xem được chưa? Lúc này chúng ta tăng nó là 996 nhé. Chúng ta cùng xem chúng ta tự gì nào. Đây, chúng ta bấm vào đây. Thì cái lề chúng ta chạy như nào? Ở đây độ rộng của chúng ta là bao nhiêu? Độ rộng của chúng ta sẽ là 696. Các bạn lấy 696, các bạn trừ đi ở đây nó là bao nhiêu? Ở đây cái div của chúng ta nó là độ rộng là bao nhiêu? Trước khi chúng ta kéo đi kéo lại nó sẽ khác hẳn nhé. Mà cái 696 này thì không biết là tính từ đây hay là tính bên trong. Giờ chúng ta sẽ tính cái này trước đi. Sẽ tính với cái cho vào cái thẻ. Cho vào cái thẻ body trước đi. Cho thẻ body thì cái thẻ body của chúng ta nó không nói rõ là cái độ rộng là bao nhiêu. Margin nó cũng có margin đấy nữa. Thì ở đây nó nói là cái gì? Trong cái phần này chúng ta có một cái độ rộng ở đây. Div ở đây. Rồi các bạn nhìn ở đây, trong cái thẻ div này chúng ta có độ rộng là 302. Đúng không ạ? Riêng cái thẻ div là 302. 302. Còn cái độ rộng là các bạn nhìn thấy đây nó là 302 nhân với lại 38.67 đúng không ạ? Như vậy là cái độ dài là 302, còn cái lề của nó tính như thế nào? Còn cái lề của nó tính là chúng ta có cái phần này, độ rộng của toàn bộ cái này chúng ta trừ đi 332, sau đó chúng ta chia đôi thì nó sẽ ra là lề trái và lề phải. Dạ, lề trái và lề phải. Nên đó là cách chúng ta tư duy. Tiếp theo là giá trị kế thừa. Thì ở trong ví dụ này, ở trong cái ví dụ này chúng ta có cái gì? Ví dụ này cho phép lề trái của phần tử được kế thừa từ phần tử cha, nó là div. Ví dụ ở đây chúng ta có xem cái ví dụ luôn. Ở đây chúng ta có cái gì? Có một cái, đây là thẻ div, đây là thẻ P đúng không? P class chúng ta là để tên là EX1. Trong EX1 chúng ta nói là cái gì ạ? Margin left chúng ta kế thừa. Kế thừa cái gì? Kế thừa. Thì kế thừa bây giờ chúng ta cần phải xem nó kế thừa từ cái nào. Thì bây giờ phải xem ông cha của cái P class này nó là ông nào.
thì xem cái ông cha của nó thì chúng ta phải xem nó nằm trong thẻ đóng và thẻ mở nào của nó. Thì đây chúng ta làm thấy rằng là ở đây là thẻ đít đúng không ạ? Chúng ta lại ngó lên trên thẻ đít, chúng ta xem tiếp nữa, chúng ta xem lề trái nó là bao nhiêu. Lề trái nó là 100px. Thì ở đây chúng ta kế thừa lại thì nó sẽ là cái gì ạ? 100px. Thì các bạn để ý là sẽ có cái gì ạ? Thẻ đít từ đây cho đến đây nó là 100px. Ở đấy là cho thẻ đít. Còn cho cái thẻ P, giờ thì P nó sẽ từ đây kế thừa mà nó sẽ có căn lề trái là từ đây cho đến đây là 100px. Bạn sẽ nhìn thấy đoạn này và đoạn này nó có khoảng cách là bằng nhau. Thì khi mà chúng ta cái việc kế thừa này các bạn sẽ nhìn thấy trong các cái file CSS style người ta sẽ sử dụng cái kế thừa này rất là nhiều. Đến cái việc vì sao nó sử dụng kế thừa, nếu như các bạn gõ 100px thủ công vào đây được chưa, mà các bạn muốn cái trang web nó consistent này, nó nhất quán ấy, mà vẫn nó có kiểu định dạng thế này. Nếu các bạn có 100px đây mà khi mà nó thay đổi đúng không, cái phần này người ta đột nhiên người ta thay đổi nó không phải là 100px nữa mà nó là 200px thì sao? Chẳng nhẽ chúng ta lại vào đây chúng ta đổi lại 200px lần nữa đúng không? Rất là mất công. Thay vì đó chúng ta kế thừa thôi, cho nên mọi sự thay đổi ở trên này nó bên dưới nó sẽ tự động thay đổi theo. Tiếp theo nữa chúng ta cũng có một cái phần là chúng ta có phần thu gọn. Thì cái phần là collapse này chúng ta có cái thu gọn nó là như thế nào? Thi thoảng thì hai cái margin này nó sẽ collapse ở một collapse hay nó ghép, chúng ta có hai cái lề khác nhau đúng không ạ? Bây giờ hai cái lề đó chúng ta muốn ghép vào là một, thì trong cái bảng của chúng ta các bạn đã có thuộc tính collapse rồi. Khi mà chúng ta có các đường biên đấy, nếu mà chúng ta không collapse nó vào, không ghép nó vào thì nó sẽ sọc 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 hai cái sọc một, trông rất là xấu đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có phần top bottom margin, tức là chúng ta có cái thẻ gì ạ? Cái phần trên cùng và cái phần dưới cùng đôi khi được thu gọn thành một lề duy nhất với một cái lề lớn nhất trong hai lề, bằng một cái lề lớn nhất trong hai lề, chúng ta thu gọn hai cái lề lại bằng một lề thôi, và cái lề thu gọn này nó sẽ bằng cái lề lớn nhất trong hai cái lề đó. Ông nào lề lớn hơn nó giữ được chưa, cái ông nào lớn hơn chúng ta sẽ giữ lại. Điều này nó không xảy ra với lề trái và lề phải mà nó chỉ xảy ra với trên và dưới mà thôi, cho nên khi mà chúng ta collapse các bạn cần phải để ý. Chúng ta collapse chúng ta cần phải để ý là nó chỉ có ảnh hưởng và tác dụng đối với lại lề trên và lề dưới, chứ nó không có tác dụng đối với lại lề trái và lề phải. Ở đây chúng ta xem có những cái collapse như thế nào. Chúng ta có H1 và H2 đúng không? Chúng ta có H1 và H2. Còn là trong cái H, trong cái ví dụ này thì cái phần tử H1 này nó sẽ có một cái trong cái ví dụ này thì phần tử H1 nó có lề dưới là 50 pixel. Đây là H1. Phần tử H2 có lề trên là 20 pixel. Như vậy chúng ta cộng cả hai cái lại. Vì vậy lề dọc vì vậy cho nên là lề giữa hai cái phần này nó phải là cái gì ạ? 70 cộng với 20 nó phải là cách nhau 90 cơ đúng không? Cách nhau 90 cơ. Tuy nhiên chúng ta không muốn tuy nhiên thì chúng ta muốn kết hợp nó lại. Bên trên nó 50 cộng với 20 nó là phải là 70 cơ. Vì vậy lề dọc giữa hai lề là phải là 70. Tuy nhiên thì chúng ta làm collapse cho nên cái lề thực tế nó là chỉ có 50 thôi. Nó là cái phần về collapse là nó sẽ tự động nó collapse lại với nhau. Khi mà hai cái lề nó sẽ margin thì nó sẽ lấy cái lề lớn nhất, các bạn sẽ hiểu như vậy. Đó chính là cái về về cái sự kết hợp giữa các lề vào lại vào với nhau. Chúng ta sang một phần khác, đó chính là padding. Padding nó chính là khoảng cách giữa chữ và cái lề đó thôi. Padding nó là khoảng cách giữa chữ, cái phần nội dung bên trong này này và cái biên và cái border. Còn khi mà chúng ta nói đến margin nó là lề, nó là khoảng cách từ border tới các phần tử khác. Còn ở đây là padding là khoảng cách giữa nội dung bên trong với lại cái đường biên. Thì cách thức chúng ta tư duy tương tự y hệt như là tất cả những cái phần trước. Chúng ta có padding rồi, nếu để mặc định thì nó là cách khoảng cách đều. Được chưa? Ở đây chúng ta xem nếu mà để chỉ định từng phần một thì chúng ta thay cái chữ chúng ta có cái chữ padding ở đây, chúng ta cũng có gạch ngang top right bottom và left, thứ tự của nó cũng y chang như vậy đúng không? Và lúc này để xác định cái giá trị của các cái phần padding hay cái khác là các cái khoảng cách giữa nội dung và cái biên thì chúng ta cũng có thể xác định theo con số cụ thể, nó cũng có thể được mang các cái giá trị như là px, pt, cm và vân vân. Chúng ta cũng có thể xác định theo tỷ lệ phần trăm, đấy chưa? Chúng ta cũng có thể có dạng kế thừa, như vậy chúng ta có ba cái dạng chúng ta sẽ giá trị. Ở trong này chúng ta lấy ví dụ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có cái padding, chúng ta bỏ cái padding ấy đi, chưa? Chạy, các bạn sẽ nhìn thấy.
Giờ, chữ nó sẽ dít vào nhau. Và bây giờ chúng ta không muốn chữ nó dít vào cái biên, chúng ta làm nào? Bắt đầu set các cái lề cho nó. Cái đầu tiên chúng ta set là cái gì ạ? Lề lề trên cùng 50 đi, ta chạy xem thử nhá. Lề trên cùng cách 50 cm, tức là cái phần chữ này nó cách cái viền 50 cm nhá, các bạn thấy. Cái phần thứ hai chúng ta sẽ cho cái phần cách cái viền chữ nó sang bao nhiêu? Bên phải 50 cm nhá. Right là 30 cm. Cái phần số 3 chúng ta sẽ cho cái phần chữ nó cách cái bottom là gì ạ? 50px, 50px nhầm, 50px. Các bạn sẽ nhìn thấy nó gì ạ? Nó đã rộng ra rồi. Mà đây nó vẫn còn cách cái lề bên trái nữa. Chúng ta thêm một thuộc tính là padding đến left 80px, nó sẽ tụt vào bên bên trong. Đấy là phần padding. Thì ở đây chúng ta đã cái phần padding, cách chúng ta tư duy padding, cách chúng ta tư duy padding với lại border với lại margin nó giống hệt nhau. Gần nhất là margin đi. Giờ chúng ta có margin top, margin right, margin bottom, margin left. Thì ở đây chúng ta cũng có padding left, right, top, right, bottom và left. Ở đây chúng ta nói luôn là cái shorthand, được chưa? Cái shorthand chúng ta khi mà chúng ta muốn can thiệp vào từng cái element một, từng cái cạnh một, thì ở đây chúng ta có cách này. Bây giờ chúng ta muốn viết ngắn hơn, ngắn gọn hơn thì chúng ta làm thế nào? Thông thường chúng ta sẽ sử dụng các cái tham số. Thì ở đây nó có một cái là bốn tham số, hai tham số, hai tham số và một tham số, cũng giống như margin thôi. Và cách chúng ta tư duy cũng vậy. Bốn tham số thì chúng ta cứ từ top này, từ trên cùng này, phải này, dưới cùng là trái này. Nhờ padding thì chúng ta nếu mà chỉ có ba tham số thôi thì cái tham số giá trị đầu tiên dành cho top, giá trị số 2 dành cho cái gì ạ? Trái và phải. Giá trị số 3 dành cho dưới cùng. Nếu có hai cái thì là cái đầu tiên chúng ta dành cho trên và dưới, và cái số 2 chúng ta dành cho trái và phải. Khi mà chúng ta đã biết một cái vào rồi thì chúng ta tư duy những cái còn lại nó rất là dễ, rất là nhanh. Hai value, còn nếu mà một value được mặc định cho tất cả các cái cạnh. Tiếp theo nữa chúng ta padding và element width, thì ở đây khoảng cách và cái giá trị và độ rộng của các element nó là như thế nào? Cái thuộc tính width này này, bắt đầu chúng ta có một cái thuộc tính, đó là cái thuộc tính width này, thì nó xác định cái độ rộng của cái khu vực nó chứa nội dung. Các bạn nhớ là khu vực nó chứa nội dung, cái khu vực nó chứa nội dung nó là một phần của cái một phần bên trong cái padding, border và margin của element. Cái này nó là the box model, chúng ta xem cái the box model này chưa. Thì đây nó cũng vẽ lại y hệt thôi, một là content ở đây, sau cái content đó chúng ta có padding, sau padding chúng ta có border, đây là cái border đúng chưa, sau border chúng ta có margin, đó chính là cái mô hình. Ở đây chúng ta có một cái ví dụ nữa, ở đây một cái thẻ div thì chúng ta xem thế nào. Đưa ra một cái ví dụ, cái thẻ div này nó chứa cái gì ạ? Chứa đầu tiên nó là một cái div này nó có độ rộng là 300 pixel. Ok, không có vấn đề gì cả. Đây là thẻ div đầu tiên, nó có cái class là x1, thì nó chính là cái này, đúng chưa? Và cái số 2 chúng ta quan tâm đến cái gì? Cái số 2 chúng ta quan tâm đến x2, đúng nhỉ, x2. Cái số 1 chúng ta đặt cái width là 300, cái số 2 chúng ta cũng đặt cái width là 300, nhưng các bạn nhìn thấy nhưng mà các bạn nhìn thấy cái độ rộng nó sẽ khác nhau được chưa? Các bạn nhìn thấy cái vàng vàng đây không? Nó rõ ràng nó ngắn hơn cái bên màu bên dưới này đúng không ạ? Nó ngắn hơn bên mẫu này. Mà rõ ràng chúng ta đặt hai cái 300 nó giống nhau. Thế tại sao nó lại khác nhau về độ rộng như vậy? Thì lúc này nó liên quan đến cái padding. Trong cái phần này nó sẽ liên quan đến padding, đó là padding của chúng ta đang để là 25 pixel, được chưa? Khi mà chúng ta nhìn thấy đây, cái độ rộng của chúng ta nó sẽ là cái gì? Khi mà không có padding thì là ok, mọi thứ nó vẫn đang đẹp đúng không ạ? 300, các bạn nhìn trên này, 300 nó vẫn hiển thị là 300 như bình thường, các bạn vẫn hiển thị là 300 như bình thường. Đây giá trị 300 ở đây đúng chưa? Mà khi các bạn nhìn thấy này, margin không đặt, border không đặt, padding cũng không đặt, lúc này chữ và phần viền mọi thứ nó đều xít xít vào nhau, không có vấn đề gì cả. Và sau khi đến cái phần thứ hai chúng ta bắt đầu xem được chưa? Thì các bạn xem là lúc này 300 nó nằm ở đâu. Lúc này 300 nó chính là cái phần chữ, mặc đây div là chúng ta để width ở đây là 300, thì 300 nó áp dụng cho cái phần chữ. Các bạn nhớ nha, 300 nó áp dụng cho cái phần chứa chữ, nó highlight trên màn hình này.
Giờ nếu mà chúng ta lấy khoảng cách này, chúng ta đo ở phần trên nó sẽ bằng nhau. Giờ nhưng mà tại sao nó lại dài hơn, rộng hơn, nhưng mà tại sao nó lại bị phóng to ra? À, là bởi vì chúng ta có cái padding ở đây, chúng ta để padding nó là 25, chúng ta để padding nó là 25, cho nên cái phần chữ này nó sẽ phải cách cái phần biên phần lề 25 theo bốn hướng. Được chưa? À, cho nên là cái phần này của chúng ta nó sẽ bị phồng lên, cái bị phồng lên, cái phần biên nó sẽ bị phồng lên, và đó ạ, cái phần biên nó sẽ bị phồng lên. Còn khi chúng ta nói là cái width này là cái width của nội dung nhé, cái width của nội dung, khi chúng ta đặt padding thì là cái phần đường biên nó sẽ bị phồng ra, đó chính là cái ý như vậy. Đây là cách, đây là cách, đây là cách vì sao nó bị phồng ra. Thẻ div element nó được ở đây người ta nó có nói là cái gì ạ? Cái phần tử div nó có chiều rộng là 300 pixel. Tuy nhiên chiều rộng thực của phần tử div lúc này nó sẽ là 350. Tại sao nó là 350? Đây đây các bạn nhìn thấy đây này. 300 đúng không? Chúng ta cộng 25 bên trái cộng với 25 bên phải nữa. Có phải 25 cộng 25 bằng 50 không? 350. Nó có chiều rộng phần tử sẽ là 350. Giờ chúng ta có cả cái gì ạ? Chúng ta cộng 25 phần tử đệm bên trái cộng 25 phần tử đệm bên phải. Mình vừa cho các bạn xem rồi. Để giữ chiều rộng ở mức độ 300 pixel và bất kể số lượng phần đệm là bao nhiêu, bạn có thể sử dụng cái thuộc tính là box sizing. Tức là box sizing, chúng ta có một thuộc tính khác làm nào chúng ta tránh được cái phần trên. Điều này làm cho phần tử duy trì, điều này sẽ làm cho cái phần tử duy trì chiều rộng thực tế của nó. Nếu bạn tăng phần đệm, không gian nội dung khả dụng sẽ giảm. Ví dụ ở đây chúng ta sử dụng kích thước hộp để giữ chiều rộng ở mức độ 300 pixel bất kể số lượng phần đệm là bao nhiêu. Ở đây chúng ta có một cái này. Các bạn sẽ nhìn thấy, rồi ở đây chúng ta có, lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái phần trên và cái phần dưới nó bằng nhau đúng không ạ? Nó bằng nhau. Thì đây hai phần trên và phần dưới nó khác nhau thế nào? Width vẫn giữ nguyên, width vẫn giữ nguyên, padding chúng ta vẫn giữ nguyên ở cái phần trước. Background color và light blue chúng ta vẫn giữ nguyên ở phần trước. Được chưa? Nó sẽ thêm một cái là box sizing. Box sizing. Thì box sizing là border box thì nó sẽ cho phép chúng ta giữ được cái độ rộng của cái thẻ div này, thì bất kể bên trong phần đệm, bộ độ đệm của nó là bao nhiêu. Thêm ví dụ, đó là ví dụ về về cái padding. Thì chúng ta còn rất nhiều những cái phần nâng cao khác nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu ở mức độ cơ bản thôi. Các bạn cái phần nâng cao các bạn có thể vào phần CSS nâng cao này, các bạn tìm hiểu thêm các thuộc tính khác. Rồi cái video này chúng ta sẽ tìm hiểu nốt cái là cái chiều cao, chiều rộng và cái mắc quét nữa thôi. Thì cái phần này chúng ta nói ở phần ảnh rồi, HTML trong cái phần ảnh rồi, trong cái phần này chúng ta sẽ nhắc lại thôi. Chiều cao này, chiều rộng này và cái độ rộng tối đa. Thì CSS thì nó sẽ có chiều cao, chiều rộng, các thuộc tính về chiều cao và chiều rộng được sử dụng để mà xác định về chiều cao và chiều rộng của một cái phần tử. Cái thuộc tính mắc quét này, cái thuộc tính mắc quét này được sử dụng để mà đặt cái giá trị rộng nhất của một cái phần tử. Ví dụ như là cái gì nhỉ? Chúng ta xem cái này đi. Ở đây chúng ta có cái gì? Chúng ta có độ có chiều rộng, chúng ta có chiều cao, chúng ta có chiều rộng và chúng ta có border. Chúng ta có chiều rộng, chúng ta để mặc định nó là chúng ta để là 50 pixel, tức là chiều cao từ đây đến đây là 50 pixel. Chúng ta có độ rộng chúng ta để 100%, có nghĩa là trên màn hình có độ rộng là bao nhiêu diện tích chúng ta để hết, chúng ta lấy hết. Và lúc này chúng ta sẽ có một cái đường biên border. Ở đây chúng ta nhớ chúng ta có ba cái đặt số, ba cái giá trị khác nhau. Nếu chỉ có ba cái dạng và có ba giá trị thì cái đầu tiên dùng cho width tức là độ dày, cái thứ hai dùng cho loại style tức là kiểu, cái số ba là dành cho màu sắc. Ở đây dùng màu sắc, dùng hệ hex. Đây là một cái ví dụ div về cái này, minh họa cho cái phần dưới này, thì các bạn có thể nhìn thấy về cái phần minh họa về chiều cao và chiều rộng ở đây. Tiếp theo nữa chúng ta có thể setting cái thuộc tính, các thuộc tính chiều cao và chiều rộng thì nó được sử dụng cho chiều cao và chiều rộng là ok rồi này. Các bạn nhớ là ở trong này cái chiều cao và chiều rộng nó không bao gồm padding, các bạn nhớ border và margin. Khi mà chúng ta set cái gì, quay trở lại đây chúng ta set chiều cao và chiều rộng ở đây đúng không, chúng ta để là div đây, chiều cao và chiều rộng đây đúng không, chúng ta xem là cái nó bao gồm nó nằm ở đâu. Chúng ta gõ vào đây chúng ta xem cái div ở đây đúng không ạ, chúng ta ngó dưới này chúng ta xem đây, chiều cao và chiều rộng chúng ta đang 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 để ở đây là 50 đúng không, 50 pixel. Thì 50 chúng ta hiểu rằng là một cái nơi để chứa nội dung. Được chưa?
Nó không bao gồm có padding, nó không bao gồm có border, nó không bao gồm có margin, được chưa? Nếu cho nên là khi mà chúng ta sẽ cái hết mà sau đó nếu chúng ta chọn padding hay là chúng ta chọn margin nhờ, thì cái ô này của chúng ta nó sẽ bị làm sao, bị đẩy lên nhờ. Và thử chúng ta đang ở border, border của chúng ta padding nó đang để là không, cho nên là hiện tại cái gì ạ, cái chiều cao này nó đang sát sần sạt với, nó đang sát một chút sần sạt với lại cái border, đúng không? Nếu chúng ta chỉ việc set cái padding bằng một thôi, rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng là cái chiều cao này nó sẽ cao hơn 50 nhờ. Từ cái biên biên này các bạn nhìn, bật cái các bạn bật cái biên này lên này, nó sẽ hiện tại cái đường trên với dưới nó đang là 50. Lý do vì sao bằng 50, tại vì ở giữa này chúng ta không xét, cái biên này nó sẽ cùng với lại cái chiều cao của cái này. Khi chúng ta chỉ cần bật cái biên lên thôi thì cái chiều cao này nó không còn 50 pixel nữa, nó sẽ cao hơn. Nhận 50 pixel nó dành cho cái phần chữ mà nhận như vậy. Tiếp theo nữa là khi mà chúng ta xét chiều cao và chiều rộng cho trong CSS, chúng ta có mấy kiểu. Một là chúng ta để default, tức là auto, khi mà các bạn không xét chiều cao và chiều rộng đó thì nó sẽ để chế độ mặc định. Mặc định nó như thế nào thì trình duyệt nó sẽ tự động nó tính cho chúng ta. Đây là browser calculate the height and width đấy, trình duyệt nó sẽ tự động tính cho chúng ta. Khi mà chúng ta bắt đầu đặt một con số cụ thể thì nó sẽ tính theo con số cụ thể đó. Con số cụ thể đó nó cũng có thể được định dạng với dạng như là pixel này, cm này, vân vân. Tiếp theo chúng ta cũng thể định dạng theo phần trăm, tỷ lệ phần trăm, đó là cái tỷ lệ đó là cái phần trăm mà cái block, cái thể nó chứa cái phần tử đó. Tiếp theo ở đây chúng ta có initial, thì ở initial ở đây chúng ta set đó là nó chúng ta gắn cái giá trị này bởi một cái giá trị là mặc định, default value, và inherit nó kế thừa từ cái phần tử cha của nó thôi, kế thừa giá trị này kế thừa từ phần tử cha của nó. Thì cái này cũng giống như ở cái phần trước, khi chúng ta set cái margin này hoặc là khi chúng ta set cái padding, padding ở phần trước chúng ta đặt inherit, chúng ta sẽ kế thừa. Ở đây chúng ta sẽ có một cái gì ạ, chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ xem những cái phần bên trên nó có tỷ lệ phần trăm như thế nào. Thứ nhất là chúng ta ở đây chúng ta đang muốn cố cấu hình cái thẻ div, đúng không ạ? Chúng ta tìm cái thẻ div ở đây, nó là element của cái này hay là cái khác là bên dưới này. Chúng ta cấu hình như nào? Đầu tiên chúng ta để cái độ chiều cao nó 200 pixel, có nghĩa là cái gì ạ? Từ trên xuống dưới nó là 200 pixel. Từ trên xuống dưới nó là cái nơi mà chứa nội dung nhé, nơi mà chứa nội dung nó sẽ là 200 pixel. Độ rộng nó sẽ là 50%, phải chưa? Bình thường đối bình thường thì cái diện tích cho chúng ta đó thì nó cũng sẽ là toàn bộ cái diện tích mà chúng ta có cho một cái thẻ, nó có thể là toàn màn hình, đúng không ạ? Độ rộng từ đây cho đến đây, khi mà chúng ta nói là chỉ có 50% thôi, nó sẽ lấy một nửa. Làm nào chúng ta biết được một nửa cho cái màu nền vào, nó sẽ hiển thị chúng ta biết rằng là nó đang là lấy một nửa đó. Được chưa? Background color ở đây là powder blue, nó dùng cái màu màu này, màu powder blue. Rồi chúng ta có một cái gì nữa không? Chúng ta có một cái ví dụ tiếp theo nữa là try một cái width. Lúc này chúng ta set cái gì ạ? Các bạn nhìn đây trên này là tỷ lệ phần trăm, ở dưới này chúng ta set cái width nó là 500 pixel, tức là chúng ta cần giá trị thôi. Ở đây ví dụ trong cái phần này chúng ta có 626 đi, thì 500 pixel nó chỉ đến đây nó dừng lại, được chưa? Để giả sử chúng ta có cái gì không? Thử xem đúng không? 626 thì nó sẽ phải choán hết, đúng không? Nó sẽ phải choán hết, đúng rồi. Nó sẽ phải choán hết. Chúng ta có 500 đây, thì nó lấy đúng theo tỷ lệ pixel 500 thôi. Còn khi mà giả sử chúng ta có cái gì, chúng ta gõ đây độ rộng của nó, chúng ta bảo các bạn ghi nó đang là tối đa ở đây nó là 626 nhé, chúng ta có 700 đi. Điều gì xảy ra khi chúng ta gõ cái độ rộng nhiều hơn những gì chúng ta có? Các bạn sẽ nhìn thấy đây, nó cố gắng nó choán sang, và lúc này chúng ta cần phải có một cái gì ạ? Có một cái thanh bên dưới chúng ta ghi, chúng ta kéo sang, kéo vào, kéo ra. Được. Đó là khi chúng ta xét cái độ rộng nhiều hơn cái độ rộng mà chúng ta có, nó sẽ tự động nó kéo sang. Ở đây cũng có một cái ví dụ, đó là cái thuộc tính height và thuộc tính width, thì nó không bao gồm có padding, cũng không bao gồm có border, biên, và cũng không bao gồm có lè, được chưa? Tiếp theo nữa là chúng ta có thuộc tính max width. Max width này chúng ta sẽ đặt nó là như thế nào? Cái thuộc tính max width này thì nó sẽ cho phép chúng ta đặt để được ạ, set cái giới hạn tối đa của một cái phần tử thôi.
Nhờ cái thì cái thuộc tính mắc quét này nó có thể được xác định dựa trên những các con số như là pixel, cm hoặc là percentage, phần trăm. Tại sao chúng ta cần phải có mắc quét? Thì cái việc problem ấy, cái vấn đề đối với lại thẻ disk nó có thể xảy ra khi mà trình duyệt, đúng không ạ? Khi mà cái khu vực hiển thị của trình duyệt nhỏ hơn cái độ rộng mà chúng ta muốn. Ở đây chúng ta vừa mới lấy ví dụ cho các bạn xong xem xong luôn đúng không? Thì cái trình duyệt này nó chỉ có 626 thôi, mà bây giờ cái độ rộng của chúng ta mong muốn nó là 700. Thì nếu chúng ta xét thế này nó sẽ choán ra, nó sẽ choán ra, thì nó đó nó chính là cái phần này. Như vậy, cái browser, cái trình duyệt nó sẽ tự động thêm một cái thanh cuộn ngang ở một cái trang, đúng không? Nó chỉ tự động thêm cái thanh cuộn ngang ở đây, tự động minh họa cho các bạn luôn rồi. Tiếp là để mà tiếp theo nữa chúng ta làm xác định cái mark weight này nó sẽ như thế nào. Cái khi mà chúng ta sẽ sử dụng mark weight bằng 500 đấy, nếu một vì một lý do gì đó chúng ta chạy cái này đi, đọc cái này, đọc phía trên này trước. Element này, cái này tiếp này, drag the browser to smaller 500. Cái này nó hướng dẫn chúng ta là cái gì ạ? Chúng ta thu nhỏ cái browser này, chúng ta xem thôi. Ví dụ như ở đây setting mark weight, chúng ta thu nhỏ lại, chúng ta xem cái element này nó thế nào. Chúng ta kéo cái này lại thì cái box nó sẽ nhỏ theo thôi, đúng không? Các bạn nhìn thấy ở đây cái box nó sẽ nhỏ theo thôi, cái div ở bên trên nó sẽ nhỏ theo, nó sẽ đến đây nó dừng lại. Dạ, mark weight là đến đây nó dừng lại, và khi chúng ta có kéo sang nữa thì nó cũng cũng không không thêm, chứ không rộng thêm, nó chạy đến đây thôi, nó dừng lại. Thì đó nó chính là cái vị trí giá trị của mark weight. Khi mà chúng ta nếu mà cái gì ạ, cái trình duyệt của cái này nó sẽ xét, nếu như mà là cái giá trị của browser nó nhỏ hơn giá trị của cái thuộc tính chúng ta mong muốn thì là cái thuộc tính nó sẽ tự động nó bé lại, thấy chưa? Còn khi mà cái trình duyệt của chúng ta, browser chúng ta nó rộng hơn thì là cái thuộc tính weight này nó sẽ chỉ đạt đến một con số nhất định thôi. Ví dụ đây nó là mark weight chúng ta 500, thì nếu mà cái trình duyệt của chúng ta nhỏ hơn 500 nó sẽ tự động nó co lại. Còn khi mà cái độ rộng của trình duyệt của chúng ta lớn hơn 500 thì nó chỉ đến 500 nó dừng. Thì đó là cái giá trị của mark weight. Rồi, đó là những cái phần video chúng ta sẽ muốn nói trong cái trong một loạt các cái trong cái video này, chúng ta chỉ có một số các nội dung chúng ta đề cập đến thôi. Các cái nội dung khác chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở các video tiếp theo. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.